nhân vật Giê-xu. Tôi dùng chữ biến cố, tôi cũng có thể dùng chữ hiện tượng như tôi nói, là những sự kiện xảy ra mà chúng ta có thể quan sát được, có thể nhận biết được và có thể theo dõi được. Nhưng hiện tượng thường được dùng để nói đến một sự việc nào đó đặc biệt hơn. Ví dụ, mình thấy hiện tượng Michael Jackson, hiện tượng Hitler, hiện tượng tsunami, sóng thần. Những cái biến cố đó quá đặc biệt. Sóng thần giết chết rất nhiều người, nhất là cái năm 2006. Hitler cũng làm cho khoảng 80 triệu con người mất mạng. Michael Jackson thì lôi kéo biết bao nhiêu người và tôn sùng anh ấy là vua của nhạc pop, nhạc rock, nhạc pop. Giê-xu cũng là một nhân vật. Thứ nhất là một nhân vật lịch sử. Trước khi nói đến đó, tôi đố quý vị, ở Việt Nam có một người phụ nữ nào nổi tiếng hơn nhân vật Hitler? Hitler là ai đã? Là nhà độc tài của Đức Quốc xã, phục hưng được nước Đức sau Thế chiến thứ nhất, nước Đức bị dìm xuống, ông ấy nâng lên được, ông phục hồi kinh tế, chính trị, quân sự, và ông thành lập ra cái đệ tam đế chế, và ông trở thành quốc trưởng. Cho nên, với cái kiêu hãnh đó, ông ấy xúi dục toàn thể dân Đức khai mào thế giới đại chiến lần thứ hai. Ghê thật. Nhưng Hitler là một người gốc Áo ở bên Đức. Còn bên Việt Nam có một bà nổi tiếng hơn Hitler. Bà đó là ai? Ôi trời, mấy cái người này giỏi ghê. Nói nữ nghệ sĩ Phùng Á. Quá giỏi. Tại sao vậy? Tại vừa hít vừa le tôi làm được. Mà vừa phùng vừa há tôi làm được. Há ra là nó xẹp. Mà bà ấy vẫn làm được suốt đời, mới qua đời. Nữ nghệ sĩ ưu tú Phùng Há. Nói cho vui, nhưng thật ra không có nhân vật nào trên thế giới là một nhân vật lịch sử. Bởi vì những người chống đối Chúa Giê-xu, bao nhiêu người vô thần, đều không ai lên tiếng nói cái nhân vật Giê-xu là nhân vật tưởng tượng. Chưa có ai lên tiếng nói. Chưa từng có ai phủ nhận sự hiện hữu chính xác của cái con người tên là Giê-xu. Chữ Giê-xu tiếng Do Thái có nghĩa là gì? Mỗi tên Do Thái đều có nghĩa. Ví dụ, bây giờ mình bắt đầu bằng chữ Giuse đi. Ai biết có thượng. Giuse không phải một mình Thánh Giuse là dưỡng phụ của Chúa Giê-xu mang tên đó đâu. Rất nhiều người Do Thái đến giờ này vẫn mang tên Giuse. Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị lúc còn bé khi rửa tội được đặt tên là gì? Joseph Wojtyla. Joseph là Joseph là Giuse. Ông Tito lãnh tụ sáng lập Đảng Cộng sản Nam Tư cũng Joseph Tito. Không, rất nhiều người mang tên đó, không phải riêng ở Do Thái. Nhưng chữ Giuse nghĩa là gì? Mình nghe một lần là mình nhớ. Mỗi cái tên đều có nghĩa. Nhiều người nói ông là con trai đàn ông mà lại mang tên Hồng. Hồng là tên con gái. Tôi không có trả lời đâu. Tôi phải suy nghĩ để tôi nói. Chữ Hồng viết theo Hán tự có bốn nghĩa. Nghĩa thứ nhất là màu đỏ. Nghĩa thứ hai là một loài hoa. Nghĩa thứ ba là to tát. Cho nên mới có chữ Hồng Thủy là nước lục, nước to. Như vậy mà mình còn dịch Lụt Đại Hồng Thủy thì mình dư chữ gì? Chữ Lụt. Hồng là to, Hồng Ân là cái ân phúc cao cả. Cho nên chữ Hồng là to thì tôi không có to bằng cây thò. Tôi thua cho nên có phải nghĩa đó. Nhưng chữ Hồng mà tất cả người Hoa làm bản hiệu hay để chữ Hồng Phát, Hồng Thịnh,
Chữ hồng đó họ viết chữ giang là sông, chữ điểu là con chim. Con chim bay dọc bờ sông sẽ không tìm được chỗ đáp, cứ phải bay hoài. Có nghĩa là chữ hồng đó mang tính cách rời bỏ quê hương mà đi, đi giang hồ. Rời khỏi quê hương mà đi mới làm ăn phát đạt. Hồng phát thì tôi là hồng giang hồ. Lại cười ra đúng nghĩa, chứ không phải tên gái đâu. Hồi nãy đang lúc giải trí có một người tới bàn với nhau, ông là người nam phải không? Tôi tính nói cho tôi đàn ông mà, nhưng mà tôi chưa kịp nói, tự nhiên tôi vậy mà bây giờ nghi ngờ, khỏi phải nam không? Không lẽ đè ra khám lại. Về phái tính tôi chắc chắn là nam, nhưng người đó hiểu ý hỏi tôi là tôi người Nam Bộ hay người Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ. Đó, tôi xin xác nhận quê nội của tôi là Trà Vinh. Mà tôi đọc như vậy là tôi sai rồi đó, tôi phải đọc Trà Vinh. Quê mẹ của tôi ở Cao Lãnh. Cả hai điều Nam Bộ rặt rồi, nhớ. Nhưng tôi ở trong nhà dòng, đi miền Trung. Tôi ở Huế 3 năm, ở Nha Trang 4 năm. Cho nên ở trong dòng, người tứ xứ họp lại là anh em trong dòng, thì nó lây nhau cái cách phát âm. Hồi nãy trước giờ thuyết trình, có một bác người Huế lên nói, tôi thích giọng Huế lắm. Mà bác cũng nghe những chuyện của tôi. Bây giờ tôi đố quý vị, người Huế thường chết vì bệnh gì? Ôi trời ơi, mấy cái người này thuộc bài. Bệnh đau răng. Biết tại sao? Có đám tang đó, thì là hàng xóm đi ngang cái hỏi, cái ông nợ đau răng mà chết rửa. Đau răng có nghĩa là đau làm sao? Đau thế nào? Mà người Sài Gòn ra, ông chết bà, đau răng chết, cho nên đánh răng 7-8 lần một ngày. Điều gì chứng minh Chúa Giê-xu là người Huế? Đây, cái này Mỹ. Hay trên cái tượng của chuộc tội đó, phải phân biệt tượng chuộc tội nha. Tượng chuộc tội, chúng tôi trở lại, có chữ Inri. Người Huế nói Inri có nghĩa là như vậy nè. Nghĩa là ai theo Chúa Giê-xu phải bị treo giống vậy. Bà mẹ nói với đứa con, mi cử Inri mà mừng cho tao. Rồi, trong 12 tông đồ, ông nào người Huế? Quên bài rồi. Có một tông đồ người Huế là Thánh Tô-mát. Biệt hiệu của ông là Đi-đi-mô. Mà ông đi thiệt, Chúa chết cái ông đi đâu mất tiêu. Mà tôi thích bởi vì năm ngoái tôi đến Arizona giúp cha Sơn bên đó, thì có hai cha người Quảng Bình đố tôi một câu mà nhái giọng Huế, mà cha nói lẹ quá tôi thua. Giờ tôi nói lại để quý ông bà ai là người Huế nghe kịp không? Cái lỗ chó cần ở Morio. Ông ấy nói 10 lần tôi vẫn không nghe được, tôi nghe được ở Morio là ở đâu vậy cô? Đó, tôi đọc chậm, cái lỗ cháu cần ở Morio. À đó, ai nói cái lỗ chó cắn đó? Cái lỗ cháu cần, cháu là rửa, cắn là cái chân. Gốc tiếng Chàm, miền Nam cũng nói cái cẳng đó. Cái nơi rửa chân ở đâu vậy cô? Cái chỗ rửa chân ở đâu vậy cô? Tiếng nước mình mà mình nghe như tiếng nước ngoài. Mà khốn khổ là không có từ điển để tra. Tra Google nó nói nó không biết. Cứ đánh vô thử coi. Cái năm thứ nhì tôi ở Huế, lúc đó tôi 15 tuổi, ở trong nhà dòng, tôi đi ra Đức Mẹ La Vang, lúc đó mới khánh thành. Thì tôi ở ngoài Huế, tôi nghe được rồi, tôi nghe một đám trẻ con cỡ tuổi tôi, 14, 15, nó nói mó trộn, mó trộn, mó trộn, mó trộn. Tôi biết mau chỗ là mau mau đi coi, chỗ là coi. Tôi chạy ra, tôi đón cái thằng chạy chót, tôi nói chột cái trí rửa. Nó tưởng mình địa phương, nó nói ai chạy dốt đập chặt mày cưới mó trộn. Quý ông bà dịch lại đi. Cố đó. Bác người
Huế thì bác ngồi cười bởi vì bác hiểu liền. Hai cà dốt là hai vợ chồng, đập chát là đánh nhau, ở ngoài cưới là ngoài sân, mau chỗ là mau mau đi coi. Giống tiếng nước ngoài không? Lắc đầu. Thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa Giêsu là một biến cố, là một hiện tượng thật, không chối cãi được. Chúa có chào đời đàng hoàng mà. Và chúng ta tin rằng ngày sinh của Chúa là ngày 25 tháng Chạp, phải không? Không phải. Ngày đó mình mượn thôi. Không phải. Tôi đã trình bày nhiều lần, tôi không trở lại. Nhưng mà rõ ràng, giáo hội Đông Phương, Orthodox, họ mừng ngày khác. Mấy người Công giáo Do Thái cũng mừng ngày khác. Bởi vì họ biết kiểm tra dân số không thể xảy ra vào cuối năm. Hoàng đế Augusto bảo phải kiểm tra dân số thì cái lệnh đó được thực hiện từ đầu năm. Hai ông Giuse và bà Maria, hai người đó kéo nhau đi về nguyên quán, đi cao lắm là 3 tuần thì vẫn còn ở trong tháng giêng, chưa thể nào mà kéo xuống tới tháng chạp. Tôi vẫn dùng chữ cũ đó, tháng 1 là tháng giêng, tháng 12 là tháng chạp. Vậy chữ Giuse tên gì? Nghĩa là gì? Chưa thấy ai trả lời hết. Anh Phạm Anh sẵn sàng để cổng rồi kìa. Vậy càng không trả lời. Càng không trả lời. Bởi vì sợ ông cổng. Tại sao sợ ông cổng? Tại sợ vợ ông đánh. Bà này hay đấy nha. Biết phòng xa. Cho nên kính nhi viễn chi ở xa thôi. Thưa quý ông bà, anh chị em, tên Giuse có nghĩa là Thiên Chúa sẽ thêm cho. Rất dễ nhớ. Cái chữ Giuse có nghĩa là làm gì làm, túng thiếu gì mấy, cứ tin đi, rồi Chúa sẽ thêm cho. Dễ nhớ không? Còn chữ Maria, Maria có nghĩa là cay đắng một niềm, hay là một bể khổ mênh mang. Ở đời Đức Mẹ khổ thiệt. Cái chữ của nó rất rõ. Còn Giê-xu nghĩa là gì? Chúa cứu. Bên tiếng Anh là God saves. Tôi đọc đúng á, tôi không có đọc God saves. Là Chúa cạo lông. Tôi ráng tôi đọc đúng. Chúa cứu. Ngày xưa các cha thừa sai thêm chữ thế. Chúa cứu thế. Mình nghe quen quen rồi. Nhưng không cần để chữ thế. Chúa cứu hết mọi người. Chúa đến để cứu. God saves. Chúa cứu. Còn cái chữ Kitô có phải tên riêng không? Không. Mình luôn đọc Đức Giêsu Kitô. Rồi mình tưởng một số người không tìm hiểu nó có thể đó là tên biệt hiệu. Không. Cái đó là tước hiệu. Tiếng Anh là title. Ví dụ Joe Biden là tên riêng. President of the USA là tước hiệu của ông. Hay là Albany là tên riêng. Prime Minister of Australia. Ông Albany là tên riêng. Tước hiệu của ông là Thủ tướng nước Úc. Hả? Vân vân. Như vậy chữ Kitô là tước hiệu. Tiếng Hy Lạp có nghĩa là đấng được sức dầu. Cũng có nghĩa là đấng được tuyển chọn. Vì thời xưa đó, hãy chọn ai thì người ta sức dầu lên đầu người đó. Và như vậy, đấng được sức dầu để đến đi cứu người khác thì gọi là đấng thiên sai, trời sai xuống. Do đó khi mình đọc Giêsu Kitô thì mình tuyên xưng danh thánh của Chúa là Chúa cứu. Nhưng Chúa chính là đấng được sai đến để cứu mình, để chuộc mình. Thành thử ra, như hồi nãy tôi nói, tôi vẫn chuộng chữ chuộc hơn là chữ độ. Vì nó đúng nghĩa hơn. Chúa chết bằng giá máu của Chúa để chuộc những lỗi lầm của mình. Mình đánh mất. Mình đánh mất đời sống ân sủng. Cho nên bây giờ Chúa chuộc lại. Nó đẹp lắm thưa quý vị. Cái người đương thời biết rõ lai lịch của em bé đó. Em có tên cha, tên mẹ đàng hoàng. Mặc dù cha đó là dưỡng phụ,
hay là cha nuôi. Do đó Chúa Giêsu có ông nội bà nội không? Có người gật đầu. Có không? Tên gì? Dạ không, đó là ông ngoại bà ngoại. Đây tôi hỏi ông nội bà nội chứ. Chị nói có, làm tôi sợ quá. Tôi không biết, tôi chưa học tới. Không, Chúa có ông ngoại bà ngoại. Và Chúa không có ông nội bà nội. Bởi vì trực tiếp Chúa là Thiên Chúa, nhưng là con của Cha trên trời. Và cái tình yêu giữa cha và con, cái sức mạnh quyền năng của tình yêu đó mình gọi là Thánh Linh. Mình dễ hiểu ha, nhưng đó là một mầu nhiệm, đừng tìm hiểu thêm. Tìm hiểu thêm chỉ có từ chết tới chết. Đừng đào sâu, mình chỉ chấp nhận như vậy. Cho nên Chúa không có ông nội bà nội. Có người đố tôi Chúa có lỗ rốn không? Có không? Có, là vì mẹ sinh ra thì phải cắt với nhau nữa. Không biết ông du xe biết cắt không đó. Tội nghiệp thấy không? Không có một bà mụ nào. Mình còn được sinh ra trong nhà bảo sanh. Nhà bảo sanh Lương Kim Vi, góc đường Hai Bà Trưng và Trần Quang Khải ở Tân Định. Mình nhớ. Tôi mới lên Google trước khi đi qua đây đó, để đi coi lại thành phố Sài Gòn và góc đường Trần Quang Khải. Nó còn cái nhà bảo sanh đó, mà nó đổi tên khác. Nhưng rõ ràng, Chúa có tên cha dưỡng phụ, tên mẹ, tên cha là Giuse, có nghĩa là Thiên Chúa sẽ thêm cho, tên mẹ là một bể khổ. Giêsu tên của Ngài là đi cứu. Như vậy thưa quý ông bà, anh chị em, mình làm sao phân biệt giữa thập giá và tượng chuộc tội? Thập giá và tượng chuộc tội đâu giống nhau? Tiếng Anh nó gọi là the cross, tiếng Pháp là la croix. Còn cái tượng chuộc tội, tiếng Anh và tiếng Pháp viết giống nhau, đọc là the crucifix. Bên mình cũng dịch khác nhau, cây thánh giá và cái tượng chuộc tội. Cây thánh giá là hai cái cây gỗ mà thôi. Nếu được làm phép rồi thì gọi là thánh giá, còn không gọi là thập tự. Tự là cái chữ, thập là số 10, người Hoa viết như vậy. Cho nên cái chữ số 10 tượng trưng thập tự là cái giá để đóng cái gì lên đó để phơi. Ngày xưa người ta cũng đã dùng cái đó để hành hình. Đó là hình thức ác nhất, làm cho người khác sợ nhất. Còn khi nó nói tới có tượng Chúa Giêsu trên đó thì không gọi là cái thập tự nữa, mà gọi là tượng chuộc tội. Có chữ fix là có một người bị gắn vào đó. Mà cái người đó bị gắn vào đó là vì người đó chuộc lỗi lầm của mình mới bị gắn vào đó. Rõ ràng á. Vậy đố với nhau nhỏ nhỏ thôi. Ngày thứ sáu tuần thánh, thứ nhất, tại sao bên thế giới nói tiếng Anh nó không gọi là Holy Friday, nó gọi là gì? Good Friday. Hay chưa? Có ai tìm hiểu không? Tất cả đều gọi giống nhau, Holy Holy hết. Tới ngày thứ sáu, Chúa chết, Good Friday. Tôi không có trả lời đâu nha. Tôi gieo đó để mà thắc mắc về tìm. Rất dễ, mà khi tìm ra thấy vui lắm. Rồi trong ngày thứ sáu tuần thánh, phụng vụ lời Chúa của ngày thứ sáu tuần thánh, phụng vụ chứ, của ngày thứ sáu tuần thánh có ba phần. Phụng vụ lời Chúa, phụng vụ tôn kính thập giá và phụng vụ thánh thể, đúng không? Tới phần phụng vụ gọi là tôn kính thập giá thì mình đi hôn cái cây thập giá. Mà bên mình không biết từ thế kỷ nào dịch là đi hôn chân. Và là bắt buộc phải hôn cái chân của Chúa Giêsu. Không có cái tượng thì không hôn. Ai sai? Từ xưa mình làm sai. Phụng vụ nói rất rõ, hôn cái cây gỗ mà nơi đó Chúa bị đóng đinh. Cho nên khi hát, đây là cây thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Rõ ràng, đây là cái cây có gỗ không. Mà mấy bà bên tôi về cộng đoàn Việt Nam, tôi đưa 30 cái cây đó ra cho các thừa tướng viên đứng. Mà cái ngày lễ đó là ngày ai cũng có quyền lên.
Rước lễ thì có người không dám lên, nhưng đi hôn chân đâu có điều kiện, cho nên đông lắm. Lên thì không thấy tượng, họ không hôn. Và họ nói ông Hồng làm lạc đạo. Năm đầu tôi xảy ra rồi tôi không cải kịp, nhưng năm kế tiếp tôi trưng những bản văn trong sách lễ Roma ra cho đọc. Và tôi yêu cầu bác nào tìm thấy chữ lễ hôn chân Chúa cho tôi biết, tôi sẽ đến tận nhà bác, tôi quỳ xuống tôi xin lỗi. Tôi nói mạnh như vậy đó, tôi xin lỗi là tôi sai. Còn nếu không tìm ra thì xin vui lòng lên tôn kính cái cây đó đó, cái chìa khóa đó đó. Nó đã Chúa nằm trên đó để chuộc lỗi của mình. Hay quá, rồi lần lần họ lên hôn. Mà người Việt Nam mình tức cười, không phân biệt được giữa hôn và hiến. Bà sư, hôn thì bằng gì? Bằng miệng, bằng môi. Hiến thì bằng gì? Bằng mũi. Tôi nghe lên cái hít xong rồi về còn bàn nhau. Cái bà nào đi trước sức dầu nhiều quá, thánh giá đầy mùi dầu ai biểu hít. Người ta hôn bằng cái môi. Trời đất ơi, không biết mấy ông bà đó trong đời sống vợ chồng hôn hay hít. Cười cái là mình cười theo, cái này nó lây. Thưa quý ông bà, anh chị em, tên cha, tên mẹ có nghề nghiệp không? Ông Giê-xu có nghề nghiệp thợ mộc. Thợ mộc có hai loại. Bác nào làm thợ mộc thì biết, bên mình ít phân biệt, nhưng ở Do Thái phân biệt. Thợ mộc tế nhuyễn và thợ mộc thô. Thợ mộc thô là làm những cái cột, kèo, những cái lớn nặng lắm. Còn tế nhuyễn là đóng bàn, đóng tủ, đóng ghế, ít mệt hơn nhưng đòi sự khéo léo hơn. Vậy ông Giuse với Chúa Giêsu thuộc loại thợ mộc nào? Chắc không? Chắc hả? Tại sao Giuse chết sớm vậy? Bị Covid. Ở đâu ra? Bây giờ tiến bộ hơn tôi nữa. Thời Chúa Giêsu có Covid rồi. Phải nói là dịch Vũ Hán nha. Đó là câu chuyện mà tôi sắp kể, nó hơi mặn chút. Tôi yêu cầu tắt máy đó. Nói chơi cho vui không sao đâu, cứ nói. Cái năm thứ hai là năm 2020. Lúc đó dịch nó lan tràn. Năm 19 nó bắt đầu, cho nên mới gọi là Covid-19. Mà cái người tạo ra cái con đó cố tình đổi tên. Chứ thật ra chữ đầu của nó là vi khuẩn Vũ Hán. Thì mấy ông bên cộng đoàn của tôi đi qua, đi sáng thứ bảy tới dọn vệ sinh, xong rồi ngồi hút thuốc, bàn với nhau. Thì tôi đứng bên trong nhà thờ, tôi nghe một ông nói: trời đất ơi, Vũ là tụi mình đã gần chết rồi, bây giờ tới Hán. Nghe ghê quá. Tôi đi ra, tôi mở cửa, tôi ra mới nói: Chúa mẹ ơi, cha nãy giờ nghe hết, tôi nói nghe hết, tôi sẽ đi loan truyền khắp thế giới. Chúa Giêsu có nghề. Người ta đoán là Chúa Giêsu cũng làm nghề không phải là tế nhuyễn lắm, bởi vì Chúa đã từng làm những cái ách để mà con bò, con ngựa nó kéo, cho nên sau này Chúa nói ách của tôi. Hồi xưa chắc Chúa làm ách giỏi, mà ách để cho người ta tới, người ta đặt làm con bò của tôi, cái bán kính, cái bú của nó bao nhiêu thì đo đó rồi mà làm. Nó càng êm thì con vật nó càng ít bị tổn thương và nó kéo mạnh hơn. Cho nên sau này Chúa nói ách của tôi thì êm. Thấy chưa? Tức là Chúa đóng khéo lắm. Đó là suy diễn của tôi. Không biết có đúng không mà tại Chúa nói vậy. Ách của tôi thì êm. Chúa đóng khéo lắm. Nghề thợ mộc đúng, dòng họ ở chung trong xóm làng đó ai cũng biết. Chính vì vậy là một trở ngại. Khi Chúa bắt đầu cuộc đời truyền đạo, người ta cho là bụt nhà không thiên.
Ông này mình biết quá mà. Con của ông Giuse thờ mộng này, con là bà Maria này, anh chị em bà con của ông ở đầy xóm mình này. Bởi đâu mà ông bây giờ ăn nói vậy, có quyền phép như vậy, làm được phép lạ như vậy? Họ không tin, bục nhà không tin, ghê chưa? Tôi thấy quý vị hơi căng thẳng, tôi nhớ kể cái chuyện ba cô gái xinh đẹp đến viếng tượng Phật. Ba cô đó thì rất là đẹp, người mẹ đó thì nuôi ba đứa con gái đó, ông chồng tử trận chết. Nhưng mà bà chăm lo lắm, chỉ tiếc một điều, ba cô phát âm không chính xác tại cái kích thước của cái lưỡi thế nào đó. Cho nên bên tiếng Việt gọi là nói đớ, biết không? Hãy nói là bà mẹ nói, tụi bay nói ở nhà thôi, đi ra ngoài đường đừng nói. Nói là người ta biết tụi bay nói đớ, nó ngọng đó, cho nên người ta không có thương đâu. Dạ, dạ. Tết, đứa chị cả vô nói, mẹ ơi mẹ, cho hai đứa con, hai đứa em với con đi ra chùa để viếng Phật. Và mẹ nói, ừ, tao cũng nghĩ rồi, cho tụi bay tao may ba cái áo dài mới đẹp vô cùng, bằng lụa saten đồ, rồi màu đẹp lắm, quần saten nữa đẹp lắm, tụi bay mặc đi, ba đứa lên đây. Mặc áo rồi, sáng mùng 1 Tết, đi lễ chùa, hứa với tao, không đứa nào ra đó nói chuyện. Cả ba, chứ mẹ không xin hứa. Mẹ không hứa, ba mẹ hài lòng lắm. Sáng mùng 1 đi, trời ơi, đẹp lắm. Mấy người ta trông theo mà mòn cả mắt đấy. Cho nên ba cô đi thì yên tâm rồi. Ai cũng thấy ba nàng đẹp quá. Đi vô chùa ngắm tượng Phật một chút. Con nhỏ em nó khều con chị kế, nó nói thiệt vậy, Phật nhà thầy giống Phật nhà ta. Có hiểu không? Phật của nhà này nè, cái chùa này nè, giống Phật ở nhà ta, là nhà mình. So sánh làm quái gì? Phật nào cũng là Phật, nhưng tượng Phật ở nhà có lẽ không thiêng. Đó, cái con chị, mẹ, mẹ ở nhà căn dặn làm sao? Mẹ ở nhà căn dặn làm sao? Tức là hai đứa nói. Con chị cả bực mình quá, đánh hai đứa. Em nó dạy, nó nói, mày còn nói nhiều nữa. Đấy, ba đứa nói. Có nghĩa là phụ nữ khó làm chủ cái gì? Lại cười. Do đó, một trong những trở ngại không thể để phái nữ làm linh mục. Tôi đã từng phân tích rồi. Thứ nhất, về xưng hô là kẹt. Quý vị thấy không, mình mệt mệt rồi thì mình cứ nói cho vui, mình đâu có lạc đề đâu. Nếu một linh mục nam người ta gọi là cha, linh mục nữ người ta gọi là gì? Mẹ. Mẹ, đừng kêu má. Rồi, mẹ. Được, ok, tới đó chấp nhận. Một linh mục nam được giáo hội chọn lên làm tông đồ chính thức là giám mục thì gọi là đức cha. Một linh mục nữ được lên gọi là đức gì? Nó trùng với đức mẹ rồi. Đức má cũng không được, đức mẹ cũng không được, là kẹt. Kẹt cái thứ nhất về xưng hô, kẹt cái thứ nhì là về cái gian cung thánh, không đủ để nàng để mấy cái tủ áo, phải xây rộng hơn, là bởi vì tủ áo lễ của nàng có tới từ 10 tủ trở lên. Thứ ba, cái gian cung thánh không được lát gạch láng như thế này, nàng đi guốc cao gót nàng té. Thứ tư, vấn đề xưng tội mới khổ đây. Mấy người ta đồn nhau, hãy mình xưng là cả làng biết hết. Cho nên đặc biệt hãy linh mục nữ ngồi tòa, mấy ông tới xưng ngồi. Còn mấy bà đi kiếm linh mục nam, lạ vậy. Tôi đoán thôi chứ chưa xảy ra. Sao vậy? Tại vì mấy bà không giữ bí mật được. Nghe xong cái đi nói. Mà nói vậy nè, đây là chuyện bí mật, em nói với chị đừng nói với ai. Ê, còn lâu, càng nghe như vậy người ta càng kích thích để đi nói. Vui ha. Rồi bài giảng thì sao? Nhập đề không là đã 40 phút, không có bài đáp, nói liên thuyên. À, còn nhiều lắm, nhưng mà mình không có bàn. Đặc biệt nhất là các bà nấu bếp cho các cha bị đuổi hết.
là vì nàng tự nấu lấy. Nhưng cuối cùng cái tai hại là không bao giờ đi làm phép xác vì nàng sợ ma. Tới trước quan tài nhìn vô đó, tôi nói trời, nơi sinh của Chúa Giêsu, định danh đàng hoàng ở làng Bethlehem, xứ Do Thái, cách Jerusalem khoảng 13 đến 14 cây số, là khá gần, giống như từ cầu Sa Lộ lên tới ngã tư Thủ Đức. Tuân lệnh hoàng đế thời ông tổng trấn, thời hoàng đế Augusto, thời tổng trấn Quirino, trấn nhiệm xứ Syria, ông Giuse và bà Maria đã sinh con đầu lòng trong một cái hang bò lừa ở Bethlehem. Rồi Giêsu lớn lên phải lệ thuộc vào cha mẹ, khi đi vượt biên lệ thuộc, chắc chắn Chúa không có gì khác thường. Đừng có nghĩ rằng tự nhiên Chúa sinh ra cái đi chộp đi liền. Tôi không tin đâu. Đức mẹ và Thánh Giuse phải tập cho ông ấy lệch nữa, rồi tập bò, tập đứng, tập đi, tập nói. Cho nên vai trò của người mẹ rất quan trọng trong gia đình. Cái trường học đầu đời của bất kỳ ai ở đâu là cái trường học ngồi trên cái đầu gối của mẹ đó. Người mẹ càng hiểu rõ phương pháp giáo dục thì đứa con càng nên người. Ông Lý Đông A, có ai biết nhân vật tiên sinh Lý Đông A là ai không? Là một nhà cách mạng trẻ tuổi hơn hai cụ Phan, Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Ông ấy chủ trương một cái thuyết nhân sinh rất là thích hợp với xã hội Việt Nam khi thoát khỏi chế độ thực dân của Pháp. Nhưng ông bị người Việt Minh ám sát, biến mất, không để lại tung tích, giống như Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ và những nhân vật khác đang có ảnh hưởng trong xã hội, người ta tìm cách thanh toán, biến mất. Thì trước khi ông chết, ông có nói, bậc phụ huynh nếu nuôi con mà chỉ có nuôi thân, nuôi cái xác đó, thì chắc chắn quý vị sẽ có những nô tài. Nếu quý vị vừa nuôi thân lại vừa nuôi trí, quý vị sẽ có những nhân tài trong gia đình. Nhưng nếu phụ huynh nào ý thức vừa nuôi thân cho nó ăn mặc ấm áp này kia lịch sự, vừa nuôi trí cho nó học hành mở mang, vừa nuôi tâm cho nó biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì thiện, cái gì ác, để nó phân biệt và hướng nó về cái thiện, chắc chắn quý vị trong nhà có những thiên tài. Giữa ba cái tài đó mình thấy ghê không? Nô tài. Tài là người đó, cái người chỉ là nô lệ cho vật chất. Bởi vì mình chỉ nuôi cái xác của đứa con thôi, không dạy dỗ gì hết. Nhưng nếu mình cho nó học hành, mở cái trí của nó, thì mình có nhân tài, là người có nhân. Nhưng rõ ràng mình muốn trong nhà mình có thiên tài chứ, vừa có nhân, có tài lại có đức. Thì rõ ràng tôi nói lại, chính Chúa Giêsu chắc chắn ngồi trên đầu gối Đức Mẹ nhiều hơn là đầu gối ông Thánh Giuse. Và Đức Mẹ ảnh hưởng nên cái nhân cách của Chúa Giêsu. Đừng có nói ông ấy là Chúa rồi cần gì phải dạy. Tôi không tin vậy đâu. Và là em nhỏ Giêsu đó chịu ảnh hưởng của mẹ mình. Chạy chơi ngoài sân có thể té, khóc lên thì mẹ ra đỡ dậy. Tôi thấy trong gia đình mình, tôi tiếc nhiều lần lắm, tôi đi thăm mấy người giáo dân thì mấy bà, mấy đứa cháu nó tập đi, quý vị biết, nó đâu có lấy trớn được. Nó dùng cái gì để lấy trớn? Cái trán vồ của nó đó. Nó muốn đi, nó dở chân lên thì nó ngã, cho nên nó phải làm vậy. Đúng không? Nó phóng tới và cái nó đi. Cái đầu đi trước, nó liều lắm. Nhưng mà rõ ràng lẽ đụng cái gì là cái đầu đụng trước. Mà Chúa cho cái trán rất dày, cái ót mới đáng sợ. Té đập cái gì vô ót có thể chết. Lấy tay chặt vào cái cạnh này có thể bất tỉnh. Học võ mà,
nhưng chưa đánh ai. Nhưng mà rõ ràng mình đang bàn tới cái chuyện là Chúa Giêsu có thể bệnh hoạn, có thể té ngã, rồi nhờ Đức Mẹ nâng dậy chứ. Đúng. Có ai biết câu chuyện Chúa bị bệnh không? Tôi kể đây là cười bò ra cho nó vui. Chắc nghe rồi mà quên đó. Tuần Thánh ở các giáo xứ thường có tục lệ ngắm cái gì? Có ngắm đèn. Là còn ngắm đền thờ nữa. Ngắm đèn, có 15 cây đèn. Rồi ngắm thứ nhất, cái tắt một cây, tắt lần lần. Trong mấy ngày Tuần Thánh thôi. Mấy ngày đó, những bác người Bắc ngắm rất hay. Và tôi khỏi phải giữ trật tự trẻ con. Bởi vì nó đến lễ, nó vừa ra khỏi xe ba má, nó chạy lên, nó nghe cái nó chạy tới tôi, nó hỏi Father, who died? Tôi khỏi mất công giữ vì nó sợ lắm, nó vô nó ngồi. Nó thấy lên khóc lóc rồi rồi đó. Thì con ông ở dưới cái mương đó, miền Nam, lên trên Sài Gòn, ông cha đó, cha xứ đó, lên nhà sách 38 kỳ đồng, thấy bán mấy cuốn sách ngắm đèn mới in, có hình ảnh rất đẹp, ghê chưa, mua về ba cuốn đưa cho ba ông trong hội đồng giáo xứ mà có tiếng hay nhất. Ba ông đó đều là ca đoàn hết á, ca viên, nên giao cho ông thứ nhất, ông về tập ngày thứ ba Tuần Thánh, ông này thứ tư Tuần Thánh, ông này thứ năm Tuần Thánh, thứ sáu Tuần Thánh. Tôi tính sao, tôi mời một bà. Ba ông đem về, cha dặn sách mới có hình, ông để con cái nó làm bẩn hay làm rách là tôi bắt lên Sài Gòn mua lại đền. Nghe chưa? Mấy ông nói dạ nghe chứ, giữ kỹ lắm. Về nhà mấy ông mở ra tập, rồi tới giờ ra ngoài ruộng thì để lên bàn thờ. Con nít nó đâu có tha, nó lấy xuống nó đọc, nó coi hình. Rồi thấy ông về tại cái đường ruộng mà đi đằng xa, nó nói bố về, nó để lên. Trời ơi, suốt mấy tuần, tới Tuần Thánh ngày thứ ba, ông ấy lên trên bục, đứng trước mấy ngọn đèn. Ngày thứ ba thì ngắm, tôi làm không được đâu, tôi bắt chước mà chưa giống. Thì bên trong cha xứ điều chỉnh âm ly, chắc chắn năm nay là ơn Chúa đổ xuống xứ mình, là vì mấy ông nó ngắm rất sốt sắng. Một ngày của Chúa quả là vĩ đại, tôi đọc nhanh. Nào là Chúa huấn luyện các tông đồ, Chúa chơi với trẻ con, Chúa chữa cho các bệnh nhân, cho người cùi được sạch, người mù được thấy, người què được nhảy như nay, cho người chết sống lại, vân vân. Và chiều về, Chúa không bao giờ quên, lên đồi thánh vắng đi cầu. Cái lỗi là của cái thằng thợ in. Cái chữ cầu nguyện nó phải đi sát với nhau mà nó không chịu xích xích cái bản in. Hồi đó chưa có computer sắp bằng chữ đó, thì sắp được. Ông biết là thấy người ta cười ồ lên, bởi vì ai đi cầu mà không đi nơi thanh vắng. Chúa lên đồi thanh vắng đi cầu. Cái ông lật, ông biết là sai là ông lật. Mà mấy đứa con của ông tay nó dính bún, nó làm mấy trang dính nhau. Ông lật lẹ quá, cái ông đọc liền, máu và nước rồng rồng chảy ra. Cái bà ngồi hàng đầu, bà thấy tội nghiệp quá, bà làm lại Chúa tôi, Chúa bị tiết nặng lắm. Cái câu chuyện đó nó làm cho tôi thấy mình gần gũi với Chúa Giêsu hơn. Là vì Chúa chia sẻ thân phận làm người mà. Chúa rất khiêm nhường, âm thầm để gánh vác những cái gì mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết. Tôi đọc có một lần cái lời dẫn nhập của cái quyển Du Ca thứ hai của ông. Ông viết, đời sống con người bị chi phối bởi thân phận và tình yêu. Thân phận thì ngắn hạn, đọa đầy, gian truân, khổ ải. Còn tình yêu thì vô biên, vĩnh cửu, cao sang, rất là mỹ miều, khả ái. Không biết như vậy. Khi còn sống, chúng ta mang lấy thân phận. Chúng ta sẽ bị giới hạn trong không gian, thời gian. Nhưng bước sang
cõi vĩnh cửu của tình yêu, chúng ta được sống vĩnh cửu. Tôi thương một người Do Thái điêu linh. Ông viết về Chúa Giê-xu. Ông không phải người Công giáo. Tôi thương một người Do Thái điêu linh. Năm xưa đã một mình nhọc nhằn, dùng tình yêu mà gánh hết thân phận của mọi người. Những thân phận đau đớn, tội lỗi, nhơ nhớp, rồi một mình Ngài vác lên trên đỉnh đồi và lấy tình yêu đó mà xóa sạch. Viết hay đấy nhé. Một bản văn rất ngắn, nó tóm tắt mầu nhiệm Giáng sinh nơi con người của nhân vật Giê-xu. Tôi thấy rõ ràng, mỗi năm Giáng sinh về thì chúng ta cứ nhìn lại, thứ nhất, sự khiêm nhường của Chúa Giê-xu mình không chối cãi được. Chúa không khoe gì hết, không nói gì hết.